Lần nữa đội tuyển Việt Nam sẽ mặc bộ quần áo màu đỏ. Và đây là đội hình xuất phát của đội chủ nhà Việt Nam. Như vậy là so với trận đấu gần nhất của đội tuyển Việt Nam trên đất Indonesia, đội tuyển Việt Nam có một sự thay đổi người ở khu giữa sân. Tuấn Anh đá ngay từ đầu để thay cho Đức Huy. Hiệp một trận đấu giữa đội Việt Nam mùa hè đã bắt đầu. Với một tiền đạo cắm như Tiến Linh, cầu thủ áo trắng. Cản điểm Văn Toàn. Chúng ta phải phát huy những pha phản công. Áp sát rất nhanh. Chúng ta đã giành được bóng. Quang Hải. Không phải, đó là Hùng Dũng. Hơi chậm nhưng vẫn còn. Quang Hải. Tuấn Anh. Những pha chạm bóng gần nhất là cái cách mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã chuẩn bị cho phần sân của đối phương. Giành lại thế chủ động và tạo ra áp lực trở lại. Người để mất bóng bên phía đội bóng áo trắng là Albalusi. Tuấn Anh. Cầu thủ Việt Nam vẫn đang bảo đảm cư ly đội hình để sẵn sàng bọc lót cho nhau. Những tình huống thoát pressing uyển chuyển của cầu thủ áo đỏ. Tuấn Anh chọc khe rất đẹp. Không kịp. Đó là một đường chuyền chưa đủ lực. Người đã dâng cao bên phía cánh phải là Trọng Hoàng. Tuấn Anh rất kỹ thuật. Albalusi. Youssef Jabe. Và đó là một cột mốc mới của bóng đá Việt Nam, giúp cho chúng ta lần đầu tiên có thể tiến vào sâu hơn ở một giải vô địch bóng đá châu Á. 12 năm sau, thế hệ mà bóng đá huấn luyện viên giỏi gắn bó hơn 2 năm qua. Và đây là lúc mà chúng ta có nhiều sự tự tin. Đường chuyền là của Quang Hải. Cho đến lúc này thì chúng ta vẫn chưa nhận thấy một tình huống thật sự đáng kể nào của đội bóng áo trắng gần với khu 16m50 của thủ môn Đặng Văn Lâm. Ở chiều ngược lại, Nam đã có nhiều sự cải thiện. Tuấn Anh. Văn Toàn. Hỗ trợ kịp thời. Pha lùi về là của Tuấn Anh. Đúng. Hùng Dũng rất nhanh đã lấy lại được bóng. Tuấn Anh. Việt Nam còn ở xa. Trong nhiều thập kỷ qua, Malaysia chưa bao giờ ngã ngại Thái Lan khi đá ở sân nhà. Nếu trận đấu giữa Malaysia và Thái Lan hòa thì đó là kết quả tốt. Quang Hải. Lại là Quang Người. Abdurrahman. Nhìn động tác xử lý rất bài bản của cầu thủ áo đỏ. Đường chuyền là của Trọng Hoàng. Hùng Dũng. Cơ hội. Tiến Linh. Tiến Linh. Văn Linh. Có thể có thẻ đỏ. Một tình huống phạm lỗi. Một tình huống mà có thể dẫn đến bàn thắng. Thẻ đỏ. Thẻ đỏ trực tiếp. Thẻ đỏ là chính xác bởi vì đó là một pha bóng Tiến Linh hoàn toàn có thể ghi bàn. À, cùng chờ đợi một bàn thắng. Cơ hội rất rõ ràng. Quang Hải. Bóng đập hàng rào, đá bồi. Tuyển Việt Nam đang có lợi thế về mặt quân số. Rất may đội bạn sút trượt. Đoàn Văn Hậu.
Cho đến lúc này thì trận đấu giữa hai đội Malaysia và Thái Lan đã kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất và tỷ số hiệp 1 là 1-1. Và Tiến Linh cũng đã nhận được phần thưởng 300 triệu đồng dành cho đội Việt Nam ghi bàn đầu tiên trong trận đấu. Một cú ná đại bác tầm xa quá ấn tượng. Đường chuyền của Tuấn Anh cho Đoàn Văn Hậu. Pha phải báo vào quá đâu. Tình huống vượt rất hay. Chúng ta đã đưa được bóng xuống nách vào phòng của đội bạn. Để có thể đến được với World Cup, một nền bóng đá đang còn có nhiều khó khăn và ở tầm mới phát triển như chúng ta cần phải có một chiến lược dài hơi. Và trong chiến lược dài hơi đó cần phải có được sự hỗ trợ từ rất nhiều. Tuấn Anh rất nhịp nhàng. Tuấn Anh, Duy Mạnh, đây là Trọng Hoàng. Đường chuyền ở tầm thấp, bắn toàn. UE đang cần có bàn thắng, tuy nhiên đội Việt Nam vẫn đang chơi chặt chẽ trên sân nhà và đội Việt Nam này đang chơi hơn người. Những pha tranh chấp có thể nói là xuất sắc của Tuấn Anh. Vẫn là Tuấn Anh, quá tuyệt vời. Người mà Tuấn Anh đã hơn một lần vượt qua trong tình huống vừa rồi là Aburahman. Và sau trận pha tranh chấp có phần quyết liệt trên mức cần thiết của cầu thủ đối phương, Tuấn Anh đã bị đau. Tuấn Anh thường được coi là cầu thủ có đôi chân pha lê, đẹp nhưng mong manh và hay bị chấn thương. Tuy nhiên có vẻ như đây là thời điểm anh đã vững vàng, cứng cáp hơn rất nhiều. Người ta cũng dành thuật ngữ đôi chân pha lê để nói về Robben, từng là học trò cưng của ông Van Marwijk. Robben trong giai đoạn chơi cho Bayern Munich đã được sự trợ giúp của bác sĩ đội tuyển Đức là Müller Wohn. Lại là pha can thiệp của Tuấn Anh. Cảm nhận vị trí quá xuất sắc. Khi mới nhập Học viện Hoàng Anh Gia Lai, Tuấn Anh có biệt hiệu là Nhô, viết tắt của Ronaldinho, bởi dáng người mảnh mai và chơi rất kỹ thuật. Aburahman. Lại là pha can thiệp của Tuấn Anh. Có nhiều thuận lợi như thế này, chúng ta chờ đợi khoảnh khắc mà Công Phượng có thể tỏa sáng. Đoàn Văn Hậu chuyền vào, để bóng. Quang Hải, Tuấn Anh rất chuẩn mực. Trọng Hoàng, đúng là vẫn bị thiếu những cảm giác ở thời điểm quyết định anh Tùng ạ. Rất tiếc. Tuấn Anh sẽ nhân đôi được tỷ số. Đường chuyền không quá khó đối với Tuấn Ngọc Hải. UE đang chơi theo cách cầu Âu. Có lẽ họ chỉ có thể tạo ra những pha nguy hiểm nếu chúng ta mắc sai lầm. Lỗi việt vị. Đức Huy vào sân thay cho Đỗ Hùng Dũng. Sự thay đổi người ở vị trí tiền vệ trung tâm.